Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa các dạng toán tiềm ích trong chương trình toán 3. Thì nội dung này được trích ở trong cuốn sách ôn hè toán 3. Thì trong chương trình toán 3 hoặc toán 4, toán 5 thì chúng ta sẽ đều có phân ra 3 mức về dạng toán tiềm ích. Thì trong video đầu tiên này thì nó sẽ là video ở mức cơ bản. Chúng ta đi vào bài 1. Bài số 1, x cộng 235 bằng 557. Thì trong bài tập này thì x đóng vai trò là một số hạng chưa biết. Chúng ta có quy tắc muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy x sẽ bằng 557 trừ đi 235. Và chúng ta có x bằng, em thực hiện ra ngoài nháp nhé, 557 trừ đi 235. 7 trừ đi 5 thì bằng 2, viết 2. 5 trừ 3 bằng 2, chúng ta viết 2. 5 trừ 2 thì bằng 3. Như vậy chúng ta được kết quả 322. Trong ý B, x trừ đi 156 bằng 250. Thì chúng ta thấy rằng x đóng vai trò là một số bị trừ. Thì nguyên tắc muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu 250 cộng với số trừ 156. Và chúng ta có x bằng, chúng ta cũng thực hiện ra ngoài nháp, 250 cộng 156. Không cộng 6 bằng 6, viết 6. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 thì bằng 4. Và chúng ta được kết quả 406. Ý C, 995 trừ đi x bằng 475. Trong ý C thì x đóng vai trò là một số trừ. Chúng ta có quy tắc muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. 995 trừ đi 475. Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp, x bằng 995 trừ đi 475. Chúng ta trừ nhé, 5 trừ 5 thì bằng 10, còn 0 đúng không? 9 trừ 7 bằng 2, 9 trừ 4 thì bằng 5. Như vậy chúng ta được kết quả 520. Bài số 2 cũng là một dạng toán tìm x. Bài số 2 chúng ta cần phải thực hiện thêm một bước nữa. Ý A, chúng ta có x nhân 4 bằng 32 chia 8. Trong bài tập này thì chúng ta xác định được rằng x đóng vai trò là một thừa số chưa biết. Thì nguyên tắc muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Với dạng bài toán ở bài số 2 thì đầu tiên chúng ta phải xác định xem những phép tính nào tính toán được thì chúng ta sẽ thực hiện trước. Trong ý A, chúng ta thấy rằng 32 chia 8 chúng ta có thể rút gọn trước được. Do đó chúng ta sẽ giữ nguyên x nhân 4 này. Đầu tiên giữ nguyên x nhân 4 bằng 32 chia 8 bằng 4. Bây giờ thì chúng ta trở về dạng toán cơ bản. X đóng vai trò là một thừa số chưa biết và x sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết và chúng ta có x bằng 1. Trong ý B cũng tương tự. Chúng ta nhìn thấy rằng 22 cộng 19 có thể rút gọn được vì đó là một phép tính của hai số. Do đó chúng ta rút gọn trước. Đầu tiên chúng ta giữ nguyên x chia 2 bằng, chúng ta thực hiện 22 cộng 19 nhanh ra ngoài nháp nhé. 2 cộng 9 11, viết 1, nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 thì bằng 4. Như vậy chúng ta được 41. Bây giờ thì chúng ta xác định được vai trò của x đóng vai trò là một số bị chia đúng không? Do đó thì số bị chia thì bằng thương nhân với số chia. X sẽ bằng 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 4 bằng 8, như vậy bằng 82. Ý C cũng tương tự, chúng ta giữ nguyên x nhân 5 và chúng ta rút gọn được 142 trừ đi 7. 2 không trừ được cho 7 thì 12 trừ 7 bằng 5. 4 trừ 1 thì bằng 3. 1 hạ 1. Vậy chúng ta có x nhân 5 bằng 135. X sẽ bằng tích 135 chia cho thừa số đã biết là 5. X bằng, chúng ta thực hiện ra ngoài nháp, 135 chúng ta đem chia cho 5. 1 không chia được cho 5, 13 chia 5 được 2. 2 nhân 5 bằng 10, 13 trừ 10 thì còn 3. Hạ 5 xuống, 35 chia 5 được 7. 7 nhân 5 bằng 35. 35 trừ 35 bằng 0 đúng không? Như vậy chúng ta có x bằng 27. Chúng ta sang bài số 4. Bài số 4 thì dạng toán cũng giống như dạng toán của bài số 2 vừa rồi. Bài tập này thì đầu tiên chúng ta cũng phải đi rút gọn. X chia 8 chúng ta giữ nguyên này. Bằng 16 nhân 2, chúng ta nhân nhẩm nhé. 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 thì bằng 3. Và thêm 0 đằng sau. Như vậy chúng ta có
x chia 8 bằng 320. Bây giờ chúng ta xác định được rằng x đóng vai trò là một số bị chia. Do đó thì x sẽ bằng thương nhân với số chia là 8. X bằng, chúng ta nhân này, 8 nhân 0 thì bằng 0. 8 nhân 2 16 với 6 nhớ 1. 8 nhân 3 24 nhớ 1 thì bằng 25. Và chúng ta có x bằng 2560. Ý B chúng ta có này, x nhân 3 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện 102 nhân 4. 4 nhân 2 bằng 8 viết 8. 4 nhân 0 bằng 0. 4 nhân 1 bằng 4. Sau đó thì x đóng vai trò là một thừa số chưa biết. Thì x sẽ bằng tích là 408 chia cho thừa số đã biết là 3. Ta có x bằng. Bài tập này nếu như các em không nhẩm được nhanh, bài tập này chúng ta thực hiện ra ngoài nhé. 408 ta đem chia cho 3. 4 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3. 4 chia 3 còn 1. Hạ 10 không xuống là 10 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 10 trừ 9 được 1. Hạ 8 xuống, 18 chia 3 được 6, 6 x 3 bằng 18, 18 chia 18 còn 0. Như vậy chúng ta được kết quả 136. Ý cuối cùng, 105 chia x bằng 25 chia 5. Chúng ta giữ nguyên 105 chia x. 25 chia 5 thì được 5. Bây giờ thì x đóng vai trò là một số chia. Nó sẽ bằng số bị chia. Chia cho thương. X bằng 10 chia 5 thì được 2, 2 nhân 5 bằng 10. 10 trừ 10 hết này, hạ 5 xuống, 5 chia 5 được 1. Như vậy chúng ta được kết quả 21. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong 3 bài tập. Đây là 3 dạng toán cơ bản đầu tiên trước khi học sinh bước sang dạng toán nâng cao thứ 2. Hẹn gặp các em ở trong video thứ 2.